Chào mừng các bạn đến với chương trình Radio Tư vấn Du học Online của Công ty Tư vấn Du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm. Và trong chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ chia sẻ đến các bạn chương trình du học Úc trên ngay học bổng mới nhất trong năm 2014. Đầu tiên, Tân Đại Dương muốn giới thiệu đến các bạn học bổng mới nhất từ trường SIBT và trường đại học Macquarie. Vào kỳ nhập học năm 2014 sắp tới thì SIBT và Đại học Macquarie áp dụng chương trình học bổng văn hóa dành cho sinh viên Việt Nam có thành tích học xuất sắc vào hoạt động xã hội, học bổng giá trị 25% học phí cho các khóa dự bị, cao đẳng, cử nhân và các khóa sau đại học. Trường thứ hai đó là trường ATMC, và để cải thiện việc tuyển sinh mà có IELTS trước khi đăng ký học tại ATMC, thì nay trường đã có học bổng đặc biệt dành cho sinh viên Việt Nam có IELTS là 5 chấm, 5.5, 6 chấm, 6.5. Đăng ký chương trình cử nhân, học bổng trị giá 500 đô la Úc tương đương 9,5 triệu đồng. Tân Đại Dương chuyên du học du lịch thăm thân tất cả các bang tại Úc. Tân Đại Dương nhận điền tất cả các loại form các nước trên mạng từ xa và gửi lại qua email của khách hàng. Chỉ cần liên hệ điện thoại của công ty qua số 38382080 để được các chuyên viên tư vấn cho các bạn miễn phí. Với nhiều năm kinh nghiệm, thủ tục nhanh chóng và đảm bảo, du học du lịch thăm thân tất cả các bang tại Úc, Mỹ, Singapore, Canada, Anh Quốc, vân vân. Và Tân Đại Dương chuyên xử lý hồ sơ khó đã từng rớt visa, khai giảng hàng tháng các lớp luyện phỏng vấn xin visa du học Mỹ, phát tài liệu miễn phí cho học sinh sinh viên năm 2014. Các bạn hãy liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để được hướng dẫn chọn trường, chọn ngành phù hợp với năng lực, học vấn của học sinh và tài chính của gia đình theo địa chỉ 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 0838382080, hoặc các bạn truy cập vào website tân đại dương.edu.vn hay tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.